thương giúp anh em túng nghèo đơn côi. Hương cờ thu vân sinh sống trên đời, tấm lòng vàng giáo hội tán dương ca ngợi. Thánh Martino rất khiêm nhường vì anh có tấm lòng
chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Với tiếng hát tôi rất niềm tin, với ánh mắt đọc lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, cuộc đời ta nó thỏa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ.
7 đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3 Chủ nhật đầu tháng. Chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ của những người xin, và hôm nay hội kèn giáo họ xin lễ cầu nguyện cho ân thân nhân, những người giúp của giúp công xây dựng hội kèn, người còn sống sống bình an, người qua đời được Chúa ban phần thưởng bội hậu trên thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều tuyệt, những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng được hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc 1. Kẻ đui, người què ta sẽ an ủi và dẫn đưa về. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên, mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố, Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Này ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng. Trên đó chúng không còn vấp ngã, vì đối với Israel, ta là một người cha. Còn đối với ta, Áp-ra-in chính là trưởng tử. Đó là lời Chúa. Chúa.
bắt trở về. Lòng ta sao ngỡ ngàng, tựa chiêm bao một giấc mơ dài. Miệng cười tươi rộn rã, lòng sung sướng rạng rỡ. Nơi hân hoan thốt lên muôn ngàn tiếng hoan ca vui mừng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Dân chúng khao nhau rằng: kìa Chúa đối xử quá đại lượng, thần Chúa quá nhân từ, lòng yêu thương từ ái vô bờ. Họ hân hoan mừng rỡ, lòng tràn chứa hạnh phúc. Chúa quan nhân độ lượng, dân Ngài xin bao lời vui mừng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin Chúa hãy thương tình, đổi thay cho phần số những đường Chúa cứu đưa về từ Si-ôn vừa thoát lao tù. Tựa như suối cạn rã, chờ cơn mưa rào tới. Nếu gieo trong lễ sâu, mai này sẽ hân hoan hay ca. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Dân chúng bước nên đường mà mắt đẫm nề ướt mi sầu, hằn thọc vai nương đồng. Họ gieo trong cực khổ lâu dài, nhiều cây đắng trồng chất, cây ra đi sầu heo. Sẽ hân hoan khi về, vài lần gánh nua tươi thơm lòng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Bài trích thư gửi tín hữu Hiply. Thưa anh em, thượng đế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt nên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ nầm nạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng là đứng đã nói với người: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Như lời đứng ấy đã nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Men-ki-se-đê. Đó là lời Chúa.
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bác-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát mắng bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ an tâm đứng dậy đi. Người gọi anh đấy, anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng thẳng và đến cùng Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bệnh gì cũng khổ, nhưng có lẽ mù lòa đã khổ hơn ai hết. Vì đôi mắt là cửa sổ để bước vào cuộc đời, không chỉ là cuộc đời trần gian mà cả cuộc đời tương lai. Bài phúc âm kể cho chúng ta nghe Đức Giêsu đến thành Jericho. Khi Ngài ra khỏi thành thì gặp một người mù, và anh ta đã kêu lớn tiếng, kêu danh tiếng của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương tôi. Nhiều người đã mắng anh, chửi anh vì quan niệm của người Do Thái: bệnh tật, đau khổ chính là tội của người đó gây ra. Cho nên người ta mắng giết anh: mày không biết phận mày là con người tội lỗi, con người Chúa bỏ, mà mày còn kêu la cái gì nữa. Anh ta không quan tâm điều đó. Anh ta xác tín rõ ràng hôm nay là cơ hội thuận tiện, và anh ta càng kêu lớn tiếng hơn: lạy con vua David, xin thương. Đức Giêsu đã đứng lại và truyền cho anh ta đến. Khi Đức Giêsu bảo đưa anh ta đến đây, thì tất cả những người trước kia nên án anh, bắt anh im đi, thì bây giờ lại động viên anh: anh đứng lên, anh đến đi, người gọi anh đấy. Một cử chỉ mà chúng ta thấy ở trong bài phúc âm nó rất quan trọng. Khi anh ta bị mù, khi Đức Giêsu bảo dẫn anh ta đến đây, anh ta đứng thẳng lên và anh ta tung cái áo choàng đi. Áo choàng là một thứ rất cần thiết cho người Israel, đặc biệt là người hàn khắt. Người ta làm cái giường nằm, cái chiếu nằm, và cũng là cái chăn đắp để bảo vệ trong đêm hôm không ruồi muỗi, nhưng cũng là cái thứ để nằm trên bảo vệ cho đêm khi sương xuống, vân vân.
Thế nhưng anh đã tung ra vứt đi để anh ta nhẹ nhõm, để anh ta chỉ còn con người trơ trọi và bước đến cùng Đức Giêsu. Một thử thách nữa mà chúng ta lại thấy khi đến nơi Đức Giêsu đã chất vấn anh: anh muốn tôi làm gì cho anh đây? Bình thường nếu anh không xác định rõ đây là ai thì bình thường anh ta xin tiền, xin cơm, xin gạo. Nhưng hôm nay cái đặc biệt mà anh ta mù, anh ta lại nhìn thấy người này là ai rồi. Tất nhiên anh ta đã có những cái tìm hiểu trước kia, hoặc những người chung quanh nói rằng ai đây. Vì vậy cho Đức Giêsu hỏi: anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đã thưa rằng: thưa Ngài, xin cho tôi được nhìn thấy. Đúng rồi, đúng, bác sĩ làm được việc này rồi. Nếu anh ta là xin tiền thì thất bại hoàn toàn. Đức Giêsu nói: tôi đi tu đâu có tiền, và đâu có tiền cho anh. Anh thông cảm, và có lẽ câu chuyện cắn dứt đứt ngay từ đấy thôi. Nhưng anh ta đã xác tín được đây là Đức Giêsu. Ngài không có tiền nhưng Ngài có quyền, Ngài làm được nhiều là phép lạ mà anh ta đã được biết qua người này người kia. Cho nên anh ta xin cho tôi được nhìn thấy. Và Đức Giêsu đã trả lời ngay: anh sẽ được thấy. Lập tức mắt anh ta mở ra, nhìn thấy con đường, và anh ta đi con đường Đức Giêsu đi, tức là anh ta tiếp tục đi theo con đường Đức Giêsu chỉ dạy. Kính thưa anh chị em thân mến, hình ảnh người mù hôm nay có lẽ chúng ta cũng phải suy ngẫm về cuộc đời chúng ta. Chúng ta không mù về thân xác, nhưng chúng ta có thể sẽ bị mù về tâm hồn. Nhiều lúc chúng ta chưa nhận ra tình thương của Chúa nơi mỗi người chúng ta, và chúng ta chưa nhận ra, cho nên chúng ta chưa sống đúng luật của Ngài. Và chúng ta đến với Đức Giêsu, chúng ta xin điều mà chúng ta mong muốn, và chúng ta chỉ xin những điều theo kiểu đời thôi. Nói như vậy nghĩa là lòng tin của chúng ta chưa được bằng anh người mù hôm nay. Anh ta có đôi mắt không nhìn thấy, nhưng anh ta có một đôi mắt tâm hồn nhìn rõ Đức Giêsu. Ước gì tất cả mỗi người chúng ta đừng quên, đó là chúng ta luôn luôn tin tưởng vào Đức Giêsu quyền năng, và trong tin tưởng trong đời sống hàng ngày, và nhất là chúng ta cầu xin cho chúng ta luôn luôn có đôi mắt nhìn thấy tình thương đó, để chúng ta biết đón nhận tình thương của Chúa, rồi chúng ta cũng đem tình thương đó đến cho mọi người chung quanh chúng ta. Hôm nay hội kèn nhận Thánh Martino làm quan thầy. Nếu chúng ta đọc và đời sống hạnh Thánh Martino, chúng ta thấy Ngài có một đời sống khiêm tốn tuyệt vời. Bị bỏ rơi ngay từ khi nhỏ, khi bố thì là người Tây Ban Nha, người da trắng, mẹ thì người da đen. Ông bố thì muốn con mình giống mình, nhưng khi sinh ra thì lại giống mẹ, lại màu da đen. Cho nên ông chán trường, ông bỏ luôn, coi như chả quan tâm gì. Đời sống của Thánh Martino khi lớn lên, Ngài đã biết đi tìm nơi mà Ngài sẽ được nâng đỡ, chính là cuộc sống tu trì. Rồi vào nhà tu trì, Ngài cũng xác định rõ, Ngài cũng không dám để tiến tới linh mục, sẽ làm trợ và sẽ làm tu sĩ trong dòng thôi. Nhưng mà Ngài có đời sống tuyệt vời, đặc biệt là khiêm tốn. Chính vì đời sống khiêm tốn như vậy cho nên được bề trên đánh giá cao, được anh em quý mến, nhất là được Thiên Chúa thương cách đặc biệt. Cho nên sau khi Ngài qua đời, Ngài rất nhanh chóng được giáo hội phong thánh một vị thánh da đen,
không phải là tài ba gì, nhưng chỉ có lòng đạo đức khiêm tốn, khiêm tốn trước mặt Chúa, khiêm đứng tốt mặt bề trên và anh em trong dòng. Ước gì trong hội kèn chúng ta hôm nay nhận thánh Martino, chúng ta cũng học tập đời sống của các thánh, nhất là thánh Martino luôn luôn sống khiêm tốn với Chúa, khiêm tốn với mọi người và nhiệt thành phục vụ khi có thể, hết sức mình với khả năng như thánh Martino ngài sống trong dòng. Và nhờ vậy cho nên chúng ta cầu xin với thánh Martino giúp tất cả chúng ta, cách riêng là anh em trong hội kèn luôn luôn đón nhận được cái tâm tình của thánh quan thầy của mình để sống tốt với Chúa và sống tốt với mọi người trong giáo họ, giáo xứ chúng ta. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trường muôn đời, Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu khổ hình và mai ta, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua việc mở mắt cho người mù ở ngoài thành Jericho. Tin tưởng vào quyền năng chữa lành và tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Đức Giêsu là thượng tế theo phẩm hàm Mê-ki-sê-đê, ngài dâng lễ tế một lần là đủ cứu độ nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh biết noi gương Đức Giêsu, trở nên của nệ tinh tuyển dâng Chúa, để kêu ơn Chúa xuống đầy tràn trên đoàn chiên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Đức Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi và khơi nên niềm hy vọng cho những người thất nghiệp sớm được tìm được công việc làm ăn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa không những mở đôi mắt tự nhiên cho những người mù lòa,
mà còn mở đôi mắt đức tin cho những ai chưa nhận biết Chúa, để họ nhận ra Chúa là cội nguồn và cùng đích của cuộc đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn vững vàng trong đức tin, sự biết bao thử thách, để chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho người khác. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở mắt cho người mù cả thể xác với tâm hồn. Nguyện xin Chúa cũng thương mở đôi mắt đức tin của chúng con, để chúng con có thể thấy Chúa ở mọi nơi, nhất là nơi những anh chị em đang đau khổ bần cùng. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Anh chị em ấy cầu nguyện y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận y lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Thầy Chúa xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phụng, và xin cho để ta ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thầy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ,
Khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con. Khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, người mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo bình, trời đất này vinh quang Chúa, hoan hò Chúa trên các đấng trời, chúng cùng đứng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hò Chúa trên các đấng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh đa nguyên mọi sự thánh thiện, vì thế chúng con đã xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và khi sống Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Thomas, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là các linh hồn mà chúng con muốn cầu nguyện hôm nay. Đây là những tín hữu đã cùng chế đến Chúa Kitô thì xin cho được cùng sống lại với người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Cũng đến Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con hiện danh Cha cả sáng, lưu Cha chỉ đến, Y Cha thể hiện rơi đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì phước hiền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho. Đây chiên Thiên Chúa, để đừng xóa tội trần gian, Phúc cho ai được mở đến giờ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngưỡng vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mãi. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn riêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Hợp với hội kèn, xin cảm ơn tất cả các đoàn hội và tất cả ông bà chị em đã về đây tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho nhau, nhất là cầu nguyện hội kèn. Xin Chúa trả công bùi hậu cho tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta thấy hội kèn đã có những mầm cỗ chuẩn bị. Ai được mời thì sau lễ chúng ta về để dự với hội kèn trong bữa tiệc tối hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Cách riêng hội kèn thầy chúc mừng cho họ một tràng pháo số sáng. Nề sau chúng anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Giờ đây thì chúng con hân hoan được chào đón tất cả sĩ hiền thiên của quý trước cũng như quý vị đã cùng về với nghe mời kèn của giáo hòa thượng Giuse giáo xứ Quất Lâm trong chương trình kỷ niệm 45 ngày thành lập ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép chúng con những người thực hiện chương trình ngày hôm nay xin phép được đại diện cho sự kiện thách biệt và sĩ hiền thiên của quý vị trong hội kèn của giáo hòa thánh Giuse hân hoan chào đón tất cả quý vị, kính chúc tất cả quý vị và gia đình niềm vui trọng đại, chúc cho quý vị với hồng ân của mẹ Maria trong tháng mân côi tháng mẹ về. Và xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay để chào đón nhau buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, quý anh chị rất trân trọng và kính mến, hòa chung niềm vui tạ ơn của cả bà giáo hội Hoàn Vũ hân hoan mừng lễ thánh Martino ngày hôm nay đây. Theo sự mong muốn rất và yêu ái của cha Đa Minh chánh xứ giáo xứ Quất Lâm, ngày hôm nay anh em trong hội kèn của giáo hội thánh Giuse thuộc giáo xứ Quất Lâm chúng con hân hoan tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh quan thầy Martino là quan thầy của hội kèn chúng con. Thánh lễ đã được diễn ra rất trang trọng và tốt đẹp. Giờ đây chúng con lại hân hoan chào đón tất cả quý vị cùng về để tham dự và chúc mừng với chúng con với chương trình tiệc tạ ơn tối ngày hôm nay. Về tham dự trong chương trình tiệc tạ ơn tối ngày hôm nay, chúng con vui mừng nhận thấy có sự hiện diện của quý vị đại diện cho ban chủ cựu đương của giáo họ thánh Giuse, sự hiện diện của quý chức của giáo xứ Quất Lâm, sự hiện diện của quý chức của giáo họ thánh Giuse, sự hiện diện của quý thầy giáo cũng như sự hiện diện của quý các ông trưởng qua các thời kỳ của hội kèn của giáo họ thánh Giuse, sự hiện diện của quý vị ân thân nhân, sự hiện diện của quý vị đại diện cho năm hội kèn của giáo xứ Quất Lâm cùng về để tham dự và chúc mừng cho chúng con. Cho phép chúng con xin phép được trân trọng cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết thì vào năm 1984, hội kèn của giáo họ thánh Giuse bước đầu được thành lập với một số các hội viên, với sự quan tâm của các thầy giáo cũng như quý các ông trưởng được hình thành. Và rồi sau gần 40 năm hình thành và phát triển, một chặng đường không dài cũng đủ để chúng ta chiêm ngưỡng được sự phục vụ âm thầm hy sinh của anh em trong hội kèn của chúng con. Và thưa tất cả quý vị, tạ ơn Thiên Chúa luôn là một lời kinh tạ ơn. Chúng ta dùng kinh để tạ ơn, chúng ta dùng những lời hát để tạ ơn Thiên Chúa.
Còn với anh em trong ngày kèn của chúng con phục vụ hăng say qua tiếng kèn để mang tiếng kèn phục vụ trong công việc nhà Chúa. Và ngày hôm nay đây, thấm tốt đã gần 40 năm. Trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, chúng con xin phép được trân trọng chào đón tất cả quý vị. Chúng ta cùng về để chiêm ngưỡng và chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa với hình thành 40 năm. Và ngay sau đây, chúng con xin phép được trân trọng chào đón trở về sân khấu lời phát biểu chúc mừng từ phía đại diện của Cộng đoàn Giáo họ Thánh Giuse sẽ có lời phát biểu chúc mừng cho anh em mời kèn trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Chúng con xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa tất cả các cụ, các quý chức, anh em hội kèn Giáo họ Thánh Giuse, nhất là ban hành giáo xứ đã trở về đây với lại Giáo họ Thánh Giuse chúng tôi để kỷ niệm 40 năm hội kèn, mà hôm nay cũng là vinh dự cho hội kèn và giáo họ chúng tôi, các ông quản rồi anh em lại nhận quan thầy là con thầy mới tinh ấy. Đấy, thì cũng thay lời cho giáo họ xin trước hết xin cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả các cụ các quý chức thay lời cho ban chủng cựu của Giáo họ Thánh Giuse có lời tri ân tất cả các ông, các anh và toàn thể là mọi người có hiện diện tại nơi đây xin chúc mừng. Xin kính mời ông quản kèn nên nhận cái chút lễ mọn của ban chủng cựu Giáo họ chúng tôi. Về máu tâm sống bên tình mẹ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ các quý chức, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, quý chức rất trân trọng và kính mến, vừa rồi đại diện từ phía hội đồng mục vụ của Giáo họ Thánh Giuse xin được đại diện thay lời cho hội đồng mục vụ, thay lời cho cộng đoàn giáo họ chân thành gửi tới quý vị trong hội kèn của giáo họ lời cảm ơn chân thành nhất. Biết bao sự hy sinh vất vả cố gắng của anh em trong những thời gian mưa cũng như nắng đã luôn luôn phục vụ vì công việc nhà Chúa, vì công việc thánh quan thầy, hăng say phục vụ quang tiếng kèn của mình để phục vụ trong niềm vui nỗi buồn, trong công việc to lớn cũng như nhỏ bé của giáo họ để chúng ta cùng làm tôi Thiên Chúa, làm tôi thánh quan thầy. Hơn nữa lúc này đại diện từ phía hội đồng mục vụ đã trao quà tặng để chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, cũng là ngày mà hội kèn chúng con tổ chức với thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh Martino quan thầy. Một lần nữa chúng con xin được đại diện cho anh em trong hội kèn của giáo họ xin được cảm ơn quý chức. Kính thưa quý vị, cùng về đây để tham dự và chúc mừng cho hội kèn trong chương trình tối nay, chúng con nhận thấy với lãng hoa chúc mừng của hội đồng mục vụ giáo xứ Quất Lâm, giờ đây xin kính mời ông quản kèn sẽ trở về sân khấu và xin kính mời đại diện cho hội đồng mục vụ của giáo xứ Quất Lâm sẽ có lãng hoa và quà chúc mừng nhân dịp mừng kính thánh quan thầy hội kèn ngày hôm nay. Xin mời. Xin kính mời tất cả quý vị đại diện chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn lãng hoa chúc mừng của hội đồng giáo xứ Quất Lâm và phần quà từ phía hội đồng mục vụ của giáo xứ Quất Lâm dành tặng cho anh em hội kèn ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng ghi lưu niệm với chúng con. Sau lãng hoa này, chúng con xin phép được trân trọng đón nhận lãng hoa chúc mừng của quý các ông trưởng của hội kèn của giáo xứ Quất Lâm. Kính mời đại diện trở về sân khấu để trao hoa chúc mừng. Xin kính mời. Xin kính mời lãng hoa chúc mừng của quý các ông trưởng hội kèn của giáo xứ Quất Lâm trở về sân khấu để trao hoa và quà chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn, kính mời quý vị dành một tràng pháo tay thật giòn thật dài để chúc mừng và cảm ơn lãng hoa chúc mừng của quý các ông trưởng của hội kèn giáo xứ Quất Lâm. Xin được chân thành cảm ơn quý vị. Cùng với đó là một phần tặng phẩm quà tặng của quý công trưởng dành tặng cho anh em. Xin được đại diện, xin được cảm ơn quý vị thật nhiều. Mời quý vị dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Tiếp theo xin phép được trân trọng đón nhận phần lãng hoa chúc mừng của kèn đồng An Nguyễn trở về sân khấu để trao hoa chúc mừng, cũng như có quà để chúc mừng nhân dịp mừng kính thánh quan thầy của hội kèn giáo họ Thánh Giuse ngày hôm nay. Xin mời.
Xin quý vị một chọn để cảm ơn phần hoa chúc mừng từ phía kền đồng An Nguyễn, và cùng với đó là một phần tặng phẩm quà tặng của kền đồng An Nguyễn dành tặng cho kền, xin được đại diện cho anh em xin được cảm ơn quý vị thật nhiều. Kính thưa quý chức và toàn thể quý vị, trong chương trình thánh lễ tạ ơn và đặc biệt với chương trình tiệc tạ ơn tối ngày hôm nay đây, anh em mời kền của Giáo hội Thánh Giuse chúng con còn được đón nhận rất nhiều sự hiện diện chân quý của tất cả quý vị. Hơn nữa chúng con được đón nhận với rất nhiều những tặng phẩm. Chúng con được trân trọng đón nhận tất cả sự hiện diện chân quý của tất cả quý vị. Hơn nữa lúc này cho phép ban tổ chức xin phép được trân trọng đón nhận cùng với anh em trong hội kền. Đó là phần hoa và quà từ phía ông Trùm Lâm sẽ trở về sân khấu để trao quà chúc mừng cho hội kền trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xin quý vị một trọng để cảm ơn phần quà từ phía ông bà Trùm Lâm cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ông bà Trùm rất nhiều. Kính chúc ông bà Trùm luôn dồi dào ơn thánh của Chúa, gia đình an khang, công việc thuận lợi và tốt đẹp. Kính thưa quý vị, và như chúng con vừa nói, 40 năm một bước hành trình không dài cũng đủ để chúng ta chiêm ngưỡng được sự phục vụ âm thầm hy sinh. Và ngày hôm nay đây có lẽ là cũng là cơ hội để chúng con được ôn lại với những kỷ niệm. Ngay sau đây, cùng với lời cảm ơn chân thành nhất từ phía anh em trong hội kền của Giáo hội Thánh Giuse sẽ là những điểm nhấn qua các thời kỳ. Ngay sau đây cho phép ban tổ chức con xin phép được trân trọng kính mời ông quản đại diện cho anh em trong hội kền sẽ trở về sân khấu để có đôi dòng ôn lịch sử, và cảm ơn tất cả quý vị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa các cụ trùm cựu đương trong giáo họ, kính thưa các ông trùm trong hội đồng phục vụ giáo xứ Quân Âm, kính thưa thầy giáo, các thầy giáo, các ông trưởng cùng các anh em trong hội kẹt giáo họ, kính thưa các ông trưởng cùng các anh em trong năm giáo họ, năm hội kèn trong năm giáo họ giáo xứ Quân Âm. Hôm nay trong bầu không khí thanh niên hồi tưởng kỷ niệm 40 năm thành lập hội kèn và tôn nhận mừng kính thánh Martin bổn mạng của hội, hội kèn giáo họ Thánh Cả Giuse bắt đầu thành lập năm 1984. Lúc bấy giờ xuất phát chỉ là hội kèn nhạc nhẹ do thầy Giuse Đinh Năng dạy nhạc và ông trùm Giuse Trần Thế Kỷ là quản tiên khởi. Trải qua những năm tháng hình thành và phát triển, song cũng không ít những khó khăn, nên một thời do vì thời cuộc lúc bấy giờ dần dần bị lắng xuống. Đầu năm 2003, được sự nhất trí của giáo họ thành lập ban khôi phục lại hội kèn gồm các ông trong ban: ông trùm Giuse Trần Thế Kỷ, ông phó Giuse Phạm Văn Ngôn, ông trùm Giuse Phạm Văn Kỷ, ông trùm Giuse Đỗ Văn Trư. Thời hai ông trùm đương kim Giuse Phạm Ngọc Tới và Giuse Nguyễn Xuân Hòa. Sau khi khôi phục, ông trùm Giuse Nguyễn Thế Thạo là quản. Với sự giúp đỡ của thầy Vinh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa dạy nhạc và kèn, đến ngày 1 tháng 11 năm 2003 là ngày lễ các thánh, hội kèn chính thức ra mắt sau khi khôi phục. Trải qua những năm tháng hình thành và phát triển, về con số trong hội nên đã mở các lớp nhạc lý và dạy kèn. Được sự giúp đỡ của các quý thầy, thầy Giuse Tiên, thầy Giuse Tĩnh, thầy An Tôn Bài, cùng với sự giúp đỡ của các vị ân nhân xa gần, đặc biệt các ông bà Ròng trong giáo họ, ông bà Nguyễn Văn Rong, tôn giáo bạn. Trong ngày kỷ niệm thành lập 40 năm hội, chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Bổn Mạng đã giữ gìn quan phòng suốt những năm qua. Hội chúng con xin được chân thành cảm ơn các cụ trùm cựu đương trong giáo họ đã dày công xây dựng cho hội. Xin cảm ơn các ông trùm đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn các quý thầy qua các thời kỳ và các ân thân nhân xa gần đã quảng đại giúp đỡ. Xin cảm ơn các ông trưởng các thời kỳ cùng các ông anh em trong hội đã nhiệt tình công sức trí tuệ xây dựng hội. Xin chân thành cảm ơn các ông trưởng cùng các ông anh em trong năm hội kèn của các giáo họ trong giáo xứ hôm nay đã về chung chia niềm vui và cùng cộng tác với hội. Chúng tôi không quên cũng cảm ơn các ông
các ông trong ban hành giáo đương nhiệm, các hội đoàn trong giáo họ cùng với hội kèn chúng tôi tham dự cuộc rước và phục vụ thánh lễ thật xuất sáng. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trở công bội hậu cho tất cả các ông, các quý vị. Chúng con xin thân thành cảm ơn. Kính thưa quý chức và toàn thể quý vị đang nghe diện, vừa rồi thì ông quản đại diện cho anh em trong hội kèn của chúng con đã có lời cảm ơn chân thành nhến nhất đến tất cả sự hiện diện của tất cả quý vị đã cùng về với chúng con để ôn lại kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Có nên là trong số chúng ta đang ngồi đây có rất nhiều quý vị đã âm thầm hy sinh phục vụ trong công việc nhà Chúa cách này cách khác, nhưng ngày hôm nay đây chúng con muốn nói đến sự âm thầm phục vụ của anh em trong hội kèn. Và thưa tất cả quý vị, niềm vui tạ ơn hành trình 40 năm đó, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và cùng cầu chúc cho các ông anh em trong hội kèn của giáo xứ Quất Lâm nói chung và cho anh em trong hội kèn của giáo họ Thánh Giuse luôn bình an mạnh khỏe, luôn hăng say phục vụ Thiên Chúa qua tiếng kèn. Một lần nữa chúng con xin kính mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho anh em hội kèn của giáo họ Thánh Giuse. Và kính thưa tất cả quý vị, như đại diện đã có lời cảm ơn và trong chương trình tiệc buổi tối ngày hôm nay, chúng con hân hoan được đón tiếp tất cả quý vị trong chương trình tiệc tạ ơn để chúng ta cùng có những giây phút để tham dự và chia sẻ niềm vui trọng đại trong ngày tổ chức thánh lễ quan thầy hôm nay. Và chương trình tiệc đã sẵn sàng, xin phép được trân trọng kính mời đại diện sẽ giúp chúng con trong giờ kinh nguyện chứng ban ngày hôm nay. Xin phép được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ trùm trong hội đồng mục vụ giáo xứ Quất Lâm, cũng như các cụ trùm cựu đương, các quý chức cựu đương, các vị khách quý, cũng như toàn thể các anh em trong hội kèn của giáo họ Thánh Cả Giuse, cũng như các anh em trong hội kèn của giáo xứ Quất Lâm, xin mọi người cùng hợp ý với con để xin Chúa thánh hóa của ăn cho chúng ta. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện linh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con tha chứa cám dỗ, đừng cứu chúng con theo khỏi mọi sự dữ. Amen. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, một lần nữa thì chúng con xin phép được đại diện cho anh em trong hội kèn của giáo họ Thánh Giuse. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị. Có lẽ rằng thánh lễ thì cũng đã khá dài rồi, với chương trình kỷ niệm cũng khá dài. Lúc này thì chắc hẳn quý vị đã đói rồi. Thì chúng con xin phép kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng dùng tiệc với anh em chúng con. Và một lát nữa thì chúng con rất là muốn tất cả quý vị sau khi đã dùng tiệc, chúng ta sẽ cùng lắng lại với chúng con để chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không thở kèn nữa, mà chúng ta sẽ có những lời ca tiếng hát để tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thánh Quan Thầy với biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Một lần nữa chúng con xin phép được đại diện cho anh em trong hội kèn cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành với anh em chúng con. Chúng tôi cũng xin phép được đại diện cho sự kiện tách biệt và ẩm thực Phương Vi, xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị bữa tối thật ngon miệng và vui vẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng dành tặng cho anh em chúng con với ly bia, ly rượu cảm ơn chân thành nhất và tri ân nhau. Vì thế xin tất cả quý vị chúng ta sẽ đưa bia ra các vị trí ly và chúng ta sẽ cùng với chúng con đứng dậy để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Chúng con xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng dô để chúc mừng trôi kèn cho chương trình buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị bia và rượu ạ. Bà con ơi, biết đâu trời ta, xin mời bà con đứng ạ. Trời ta, con sẽ hô ba lần, hai lần dô, lần thứ ba xin chúc mừng, được không ạ? Rồi xin mời tất cả quý chức cũng như tất cả quý vị đang nghe diện chúng ta cùng vui lòng đứng, được không ạ? Xin mời nhiếp ảnh gia sẽ giúp chúng con bắt kịp tấm hình lưu niệm 40 năm ngày, được không ạ? Rồi bà con ơi, bia ở đâu là bia ở đâu? 1, 2, 3 chúc mừng, xin mời. Rồi sau đó chúng con xin kính mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay để cảm ơn nhau buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều, xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ dùng điện rất vui vẻ. Thank you.
Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân.
Ngay sau đây thì xin phép được trân trọng chào đón với tiếng hát của ông Trùm Lân trở về sân khấu đêm nay. Ông Trùm Lâm ạ, vỗ tay lớn quý vị ơi, xin mời ông Trùm Lâm trở về sân khấu ạ. Kính thưa quý cụ, quý chức, kính thưa quý khách và toàn thể quý vị, rất vinh dự hôm nay tôi được về tham dự và thánh lễ cũng như là bữa tiệc kỷ niệm 45 thành lập hội kẹt đồng của giáo họ. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, xin chúc mừng và tôi xin gửi đến toàn thể quý vị với bài hát Hoa nở miền Cana. Ngày xưa đi hoa lỡ miền ca na, đôi nơi à trong mình chùa đã đặt đi rượu mừng, ngày nâng lên đi rượu chung buồn, ngày say theo miên cuộc đời, ngày chung vui với mọi người, ngày ban ơn thiên tình thành hoa đời đưa đôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho thiên tình mãi lở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho trời hoa tiên ca. Nhiều khi hoa lửa trở thân lên, lương tay phong đời hơi, chùa đã vui trong phần người, ngài vui trong thân phận chúng con, ngài sẽ muôn hoa thắm hương nhà, ngài nghe tiếng hát mẹ cha, ngày 30 năm sống thuần hoa và thấy kia tình thiên ta. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho thiên tình mãi lở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hoa tiên. Xin đã mời hội đồng và ta tiếp tục ngồi uống nước đã để vui văn nghệ đó. Chưa thấy ca đoàn nên ta tặng hoa ông Trùm Lâm nhỉ. Tình yêu xin muôn thuở nồng nàn, trăm năm mãi có ta có về, chùa dìu trên đường nguyện tròn, dìu nhau trên con đường bên nhau, dù khi vui ngập vui, ngày muôn sắc xuân đẹp tươi, niềm vui thì niềm dân đời là do dù tuyệt hơn thôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho thiên tình mãi lở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hoa thiên cơ. Bác ạ, xin cảm ơn ạ. Ngày xưa khi mây đổ trời ca na, đôi chim trắng vui giữa trời, chùa bài thêm môi bình thường,
ngài vui trong thân phận chúng tôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa chăm nối tạm nơi, người đưa tay trong nguyện tuyên vời và vẫn coi trời đơn. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tên mãi lở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hoa tiên ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tên mãi lở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong cho đời hoa tiên ca. Vâng ạ, xin lại hết ạ. Vâng ạ, xin quý vị một tràng tay thật lớn để cảm ơn tiếng hát của ông Trùm Lâm chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lúc này thì xin phép được trân trọng đó mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng mời tiệc trà. Và ngay sau đây xin mời quý vị thưởng thức với tiếng hát của em gái của Minh Tuyết, chị Ngọc Tuyết trở về sân khấu đêm nay. Đời con
Vâng, xin quý vị một trọng tay để cảm ơn về tiếng hát của Ngọc Mai, Ngọc Tuyết trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị vỗ tay để cảm ơn được không ạ? Bây giờ thì xin phép được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hòa nhịp với nhạc khúc của quê hương Việt Nam. Với nhạc khúc Nối vòng tay lớn, xin mời tất cả anh chị em ca đoàn trở về sân khấu để hát ca khúc này theo đăng ký. Đã đăng ký với chúng tôi trong chương trình đêm nay, được không ạ? Xin mời anh em ca đoàn ơi! Bà con ơi! Lên đi là nào, xin mời âm nhạc sẽ giúp chúng tôi bài Nối vòng tay lớn. Máu nôi con tim đồng loại, từng tình người trong ngày mới thành phố này.